Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi series về Rust 2. Bài hôm trước thì chúng ta đã hướng dẫn cài đặt Rust 2 trên Ubuntu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tutorials. Và hôm nay chúng ta sẽ cài đặt môi trường và cài đặt TurtleSim và RTK. Các bạn nào giỏi tiếng Anh thì có thể lên đây xem hướng dẫn. Nay mình sẽ bắt đầu về cài đặt môi trường trước. Mở terminal lên. So net con chúng ta kiểm tra thử biến môi trường. Đây là version 2 này, host version 2, python version 3. Và thông tin các bạn có thể nhìn thấy này. Tiếp tục. Cái này các bạn phải có domain mới được, mình đây mình không có xài, mình sẽ bỏ qua bước này. Mình sẽ qua phần tiếp theo là cài đặt TurtleSim. Trước khi cài đặt thì phải nó bắt update hệ thống chứ.
Rồi sau khi update xong thì mình sẽ cài tiếp phần TurtleSim. Kiểm tra bucket này. Rồi, có rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ chạy cái cửa sổ cơ tập sinh. Đó, đây, mình có thể thấy. Rồi, một window xuất hiện rồi. Đây, nó sẽ thể hiện cái tọa độ. Giờ chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta sẽ mở một cửa sổ terminal lên new tab, mình sẽ chạy cái mình sử dụng một phím đây. Các bạn có thể sử dụng phím G B V C D R T. Hoặc sử dụng cái mũi tên. Nếu các bạn muốn xây thì các bạn phải cắt cái cửa sổ terminal này lên mới được các bạn. Khi mình lít vào đây nè, mình bấm phím này để không có tác dụng. Để cho không ở đây. Rồi, ok, sử dụng đơn giản vậy thôi. Rồi, và tiếp theo mình sẽ install Acuity. Mình new tab luôn đây các bạn. Để sử dụng Acuity thì các bạn sử dụng đánh vào phím Acuity đây. Đây nó mở lên. Service Holder đây. Rồi tiếp theo để xem để nó hướng dẫn cho mình cái gì đây. Mình sẽ đổi tên vào tên thử chữ
thấy con rùa nó nằm ở đây không? Click vô nha các bạn. Các bạn có thể thấy con rùa nó cái đường nó bự hơn rồi đó. 255 là cái màu, đây là cái màu này. Màu theo cái hệ red green blue, đây mình để cho màu đỏ. Cái mỗi một cái red green blue này sẽ có cái dãy cái số từ 0 tới 255. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google. Đây màu đỏ là mã là 255, green là 0, blue là 0. Đó. Để các bạn có thể đổi thành đi, giả sử đây mình 0 đây mình cho thành màu xanh chẳng hạn đi. Mình tăng này lên 255 maximum. Mình di chuyển Google lại, để nó sẽ hiện ra. Mình phải khôn con sử dụng cho nó được. Mình phải khôn lại. Rồi. Thấy chưa? Đơn giản vậy thôi các bạn. Này là remapping. Để mở new terminal lên. Mình sẽ di chuyển con rùa số 2 nè các bạn. Rồi, rùa số 2 đang chạy nè. Rồi bây giờ muốn đóng cái cửa sổ này thì các bạn nhấn Q theo cái được không? Q là chỉ thoát thôi, muốn đóng một cái hình hình C. Cũng vậy các bạn ơi, Q là đóng luôn đó các bạn. Đây nó hướng dẫn nè. Stop simulation và nhấn Ctrl C. Ctrl C chấm từ C mode. Ồ, vô đây nè bạn ơi, mình nhấn Q. Ctrl C. Phải luôn. À trong terminal các bạn. Đây, mình đã nhấn rồi đó là. Đây, mình nhấn Ctrl C. Rồi. Mình không di chuyển được nữa. Mình nắm cho nó tác dụng. Thử chạy lên lệnh này đây. Rồi giờ mình bấm đó. Ok. Rồi bài học hôm nay đến đây là tạm dừng nha các bạn. Mình giới thiệu sơ lược như các bạn cho các bạn như vậy. Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể lên đây để làm. Mình sẽ đi từ từ cơ bản đến nâng cao. Vâng, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở series bài tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.